Chuyên đề An ninh Long An xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên đề kỳ này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi những nội dung chính sau đây. Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác công an tháng 7 năm 2016. Đối tượng trộm ra đầu thú. Cuối cùng là phóng sự khám phá thành công chuyên án trộm. Thưa quý vị và các đồng chí, tại Công an thị xã Kiến Tường, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong tháng, công an các đơn vị địa phương chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả tình hình liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại cơ sở. Công an các đơn vị địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động được sức mạnh của các cấp các ngành và nhân dân tham gia tấn công tội phạm. Công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng chống tội phạm, giáo dục răn đe đối tượng đạt hiệu quả tích cực. Nhờ triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp nên tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội trong địa bàn tỉnh được đảm bảo, không để xảy ra đột biến bất ngờ. Trong tháng, lực lượng công an đã điều tra khám phá 47 vụ xâm phạm trật tự xã hội, lập hồ sơ xử lý 64 đối tượng, thu hồi tài sản 473,2 triệu đồng, bắt giữ 116 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thu hồi trên 200.000 gói thuốc lá ngoại, triệt xóa 33 tụ điểm cờ bạc, xử lý 191 đối tượng, bắt vận động đầu thú 6 đối tượng có quyết định truy nã. Tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Long An, Khối thi đua Nội chính tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Khối thi đua Nội chính tỉnh bám sát nội dung, triển khai thực hiện phong trào thi đua có hiệu quả. Từng ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, gắn nội dung thi đua của ngành với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tích cực tham gia thực hiện các phong trào như chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh các hoạt động chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước. Kết quả một số mặt công tác cụ thể như công tác quản lý, bảo vệ biên giới được chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ. Tiềm lực quốc phòng an ninh của tỉnh tiếp tục được tăng cường. Các ngành công an, viện kiểm sát, tòa án phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp các ngành quan tâm thực hiện đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị và các đồng chí, nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2016 và quốc khánh 2 tháng 9, Công an tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Đoàn thanh niên công an tỉnh tổ chức chuyến về nguồn và tặng quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Hồ Đông và Long Hồ Tây, huyện Cần Đước. Trong chuyến về nguồn, đoàn trao tặng trên 250 phần quà. Mỗi phần quà gồm 50kg gạo, tổng chi phí cho chuyến về nguồn gần 130 triệu đồng. Do đoàn viên thanh niên công an tỉnh vận động ông Giang Công Trắng, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là hoạt động thiết thực giấy nghĩa, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên công an tỉnh trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Cụm xây dựng lực lượng hậu cần công an tỉnh tổ chức hội thi 6 điều bác Hồ dạy công an nhân dân. Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích để mỗi cán bộ chiến sĩ thể hiện trí tuệ, năng khiếu, bản lĩnh, tự tin của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới. Tham gia hội thi gồm 9 đội đến từ các đơn vị trong cụm. Các đội tham gia thi đấu trải qua 3 phần thi gồm thi trắc nghiệm, trả lời câu hỏi tự luận và phần thi thuyết trình. Nội dung hội thi tổng hợp các kiến thức liên quan đến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, lịch sử truyền thống của lực lượng công an nhân dân, chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, ý nghĩa khoa học và thực tiễn về 6 điều bác Hồ dạy công an nhân dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác an ninh trật tự. Kết thúc hội thi, phòng công tác Đảng và công tác quần chúng xuất sắc đạt giải nhất, phòng công tác chính trị đạt giải nhì, phòng tổ chức cán bộ đạt giải ba. Thưa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Long An, Thượng tá Phạm Văn Minh, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Long An đến trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Long An cho đội phòng cháy chữa cháy công ty trách nhiệm hữu hạn Dài Chinh Lưu vì đã có thành tích tốt trong công tác chữa cháy năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2016, khi nhận được lệnh điều động tham gia chữa cháy của phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Long An, tại công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Sapphire thuộc xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đội phòng cháy chữa cháy công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Chinh Lưu nhanh chóng đến hiện trường tham gia chữa cháy cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Sau thời gian chữa cháy liên tục trong 3 giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt và tiếp tục cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phun nước cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1999, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ra đầu thú.
Ngày 5 tháng 6 năm 2016, do không có tiền tiêu xài nên Kiên nảy sinh ý định tìm tài sản của người khác sơ hở để trộm cắp. Khi đến khu vực ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, thì Kiên phát hiện một chiếc xe quay RS màu đỏ đen để cặp máy hiên nhà của người dân không người trông coi. Y liền dẫn bộ chiếc xe này đến một tiệm sửa xe gần đó để nhờ khởi động xe, nhưng không được nên Kiên tiếp tục dẫn xe về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Do nghi ngờ Kiên trộm cắp xe mô tô nên chủ tiệm sửa xe báo công an xã Long Hiệp, huyện Bến Lức. Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Sau đó, công an xã Long Hiệp bàn giao đối tượng cho công an huyện Bến Lức để xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kiên về hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình điều tra, Kiên bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ra quyết định truy nã đối với đối tượng này. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tân An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đậm, sinh năm 1994 và Nguyễn Tấn Kiệt, sinh năm 1988, cùng ngụ ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Kiệt điều khiển xe ô tô tải biển số 62L5158 chở theo đối tượng Đậm đến một kho gạo trên quốc lộ 1, phường Tân Khánh, thành phố Tân An để trộm tài sản. Lợi dụng lúc chủ xe gạo chở gạo nếp đang đậu ở trước kho gạo không người trông coi, Kiệt đậu xe tải của mình cặp bên hông, sau đó cả hai đối tượng mở cửa hông hai xe, rồi chuyển 76 bao nếp ruột tổng trọng lượng 3.800 kg, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi lấy cắp gạo, Kiệt điều khiển xe tải chở toàn bộ tài sản vừa trộm được đến gửi tại một nhà người dân ở ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa. Nhận được tin báo của bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tân An nhanh chóng điều tra, truy xét phát hiện hai đối tượng trộm số gạo trên. Tại cơ quan điều tra, Kiệt và Đậm thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản nêu trên. Theo kết luận đánh giá tài sản của cơ quan chức năng, xác định giá trị của 3.800 kg nếp ruột trị giá 42.560.000 đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cần Đước kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Trương Đức Hậu, ngụ khu 1B thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, trên đường đi nhậu về ngang nhà anh Quỳnh Tấn Bình, ngụ cùng ấp, còn mở đèn sáng nên Hậu ghé vào chơi. Hậu đi lại nhà sau, thấy vợ chồng anh Bình đang ngủ nên lấy trộm điện thoại di động hiệu Oppo và lục soát lấy cái bóp và tẩu thoát. Sau đó sợ bị phát hiện nên đem tiền giấu gần gốc cây quách trước nhà bà ngoại của Hậu và giấu chiếc điện thoại dưới đống cây khô trước nhà một người hàng xóm. Sau khi phát hiện bị mất trộm, anh Bình đến công an thị trấn Cần Đức trình báo sự việc. Qua điều tra, công an thị trấn phát hiện Hậu đã thực hiện hành vi trộm, thu giữ 2.820.000 đồng và điện thoại mà Hậu đã lấy trộm. Theo kết luận của cơ quan chức năng, chiếc điện thoại trị giá gần 5 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trả lại số tiền và chiếc điện thoại nêu trên cho anh Bình. Tên Hậu từng có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, bị công an thị trấn Cần Đức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức đề nghị truy tố Nguyễn Trọng Luân, ngụ ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và Tạ Tỷ Quang, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú một nhà trọ tại ấp Dơ Lá, thị trấn Bến Lức về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Nguyễn Duy Trí, ngụ khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, có mâu thuẫn với anh Dương Quốc Thuận, ngụ đường Phan Văn Mãn, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, là anh ruột của chủ quán mà Luân đang làm công. Mặc dù không liên quan đến mình, sau khi uống rượu, Luân rủ Quang đến quán Đông Kinh để đánh Trí. Khi đến quán, Luân lấy một con dao bấm đâm vào người Trí, gây thương tích 12%. Khi bị nhân viên của quán chống trả lại, Luân tiếp tục dùng dao bấm rượt đuổi và đâm Lý Thành Danh, ngụ ấp An Phú 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, là nhân viên của quán Đông Kinh, gây thương tích 3%. Đối tượng Quang tuy không trực tiếp thực hiện hành vi gây thương tích cho Trí và Danh, nhưng Quang cầm hung khí là mã tấu nguy hiểm và hỗ trợ cho Luân đánh trả. Quang giúp sức tích cực cho Luân thực hiện hành vi phạm tội nên đồng phạm với Luân về tội cố ý gây thương tích. Năm 2012, đối tượng Luân từng phạm tội cố ý gây thương tích, bị Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm tù giam, được ra trại ngày 30 tháng 1 năm 2015, chưa xóa án tích lại tiếp tục phạm tội. Thưa quý vị và các đồng chí, 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh Long An diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 10, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, Công an huyện Châu Thành tập trung lực lượng, phương tiện, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm.
Qua đó, Công an huyện Châu Thành khám phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt 8 đối tượng tham gia trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An và huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại, được nhân dân tín nhiệm và khen ngợi. Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự sau đây do nhóm phóng viên truyền hình An ninh Long An vừa thực hiện. Khoảng cuối tháng 4 năm 2016, trên địa bàn xã Thành Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, nổi lên một số đối tượng sử dụng ma túy đá và đi trộm cắp tài sản là xe mô tô. Với thủ đoạn lợi dụng trời tối, các đối tượng chạy rảo trên các tuyến đường, phát hiện sơ hở của người dân, dùng đoạn bẻ khóa trộm cắp xe mô tô. Một trong nhiều trường hợp bị mất trộm xe mô tô là ông Nguyễn Văn Bảnh, ngụ xã Thành Phú Long, huyện Châu Thành. Nhà ông buôn bán tạp hóa và ban đêm khi đi ngủ, ông Bảnh khóa cửa ngoài và có một lớp cửa bằng sắt chắn ngang bên trong như thế này. Tuy nhiên, chỉ một phút sơ hở, do vừa lấy hàng quá về nhiều, nhà hơi chật nên ông không đóng lớp cửa bằng sắt bên trong mà chỉ khóa cửa ngoài. Đối tượng trộm đã dùng kìm cộng lực cắt đứt ổ khóa, đột nhập vào nhà lấy đi hai chiếc xe mô tô. Bữa đó tính ngủ trong thì đóng hai cửa. Bữa tính ngủ sáng này à. Rồi thôi móc cửa ổ trên ổ dưới bóp lại. Với lại có con tôi nó coi đập anh nữa thôi cho nên không có đóng cửa trong chi. Còn chị Phan Thị Kim Hồng, ngụ ấp 1 xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành cũng bị mất trộm xe mô tô khi đi làm thanh long. Như thường ngày, vào ban đêm, chị đi làm thanh long và dựng xe cặp mé ruộng thanh long. Lợi dụng trời tối, đối tượng trộm đã lấy xe tẩu thoát. Hôm bữa là em đi cắt thanh long 12 giờ khuya, là em để chăm xe trong sân, rồi em đi ra ngoài vườn em cắt. Cắt là tới 4 giờ rưỡi sáng em mới vô em cắt đồ, là em thấy xe em không còn mà đồ đạc em ở dưới gốc cây. Ngoài hai trường hợp trên, từ giữa tháng 4 năm 2016, nhiều người dân trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An liên tục bị mất trộm xe mô tô, gây tâm lý lo lắng cho người dân. Nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, Công an huyện Châu Thành xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng trộm cắp xe mô tô. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện nhanh chóng xác định băng nhóm trộm cắp xe mô tô nói trên. Khi có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi trộm của băng nhóm này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng khi đang tụ tập sử dụng ma túy đá, gồm Nguyễn Mạnh Dương, Nguyễn Thanh Anh, ngụ cùng ấp Thanh Tân, xã Thành Phú Long, huyện Châu Thành, Lê Tài Quang và Dương Hoàng Thành, ngụ ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành. Thì khám xét nơi ở thì các đối tượng là thu được nhiều cái tang vật tài liệu có liên quan đến các vụ trộm xe trên địa bàn huyện. Thì qua làm việc đấu tranh khai thác thì đối tượng đã khai nhận là thực hiện 14 vụ trộm trên địa bàn. Thì trong đó là 10 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn huyện Châu Thành, 4 vụ trộm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó là có 2 vụ trộm xe mô tô, 1 vụ trộm tiền và 1 vụ trộm lưu đồng. Khai thác mở rộng vụ án, cơ quan chức năng bắt thêm 4 đối tượng tại Hu Ha Mách, xã Thành Phú Long, huyện Châu Thành, Dương Lai, xã Long Mỹ, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, Quỳnh Văn Hải, ấp Thanh Tân, xã Thành Phú Long, huyện Châu Thành, Lê Thanh Tuấn, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ giữa tháng 4 năm 2016 đến khi bị bắt đã thực hiện 21 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 18 vụ trộm với 21 xe mô tô trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Tổng tài sản mà các đối tượng này trộm được trên địa bàn tỉnh Long An gần 300 triệu đồng và 3 vụ trộm trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thủ đoạn trộm, bất kể ngày hay đêm, các đối tượng chạy rảo trên các tuyến đường, phát hiện nhà có đám cưới, đám ma hoặc người dân đi làm thanh long, xe để không người trông coi thì tiếp cận, bẻ khóa và tẩu thoát. Có đem hồi điện theo, hồi điện không có mua mà là mượn của cái người mua bán xe gian ở trên Sài Gòn á, còn ai mua được thì bán. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 8 bị can về tội trộm cắp tài sản, trong đó nổi lên hai cái bị can chính, bị can là Dương Hoàng Thành là cầm đầu một nhóm đối tượng, bị can là Tài Hu Ha Mách có vai trò là cầm đầu một cái nhóm đối tượng. Thì hai nhóm đối tượng này đã thực hiện tổng cộng là 18 vụ trộm cắp tài sản, thì trong đó là chủ yếu là xe gắn máy trên địa bàn huyện Châu Thành. Công an huyện Châu Thành thu hồi được 10 xe mô tô trả lại cho bị hại. Khám phá thành công chuyên án trộm cắp xe mô tô trên là chiến công xuất sắc của Công an huyện Châu Thành, góp phần đem lại cuộc sống yên bình cho người dân. Nhằm khích lệ động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá án, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho Thượng úy Nguyễn Quốc Tiềm, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, ma túy Công an huyện Châu Thành có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án trộm cắp tài sản trên. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An còn thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện Châu Thành
Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt xóa chuyên án trên. Chuyên đề An ninh Long An kỳ này đến đây là hết. Để xem lại chuyên đề này, mời quý vị và các đồng chí vui lòng truy cập vào trang web www.conganlongan.gov.vn. Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên đề An ninh Long An được phát sóng vào lúc 19h55 phút ngày thứ Ba và phát lại lúc 14h40 phút vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Kính mời quý vị và các đồng chí đón xem. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.